ấy, video hôm trước thì mới tiền xong được một cái, các bác thấy cái kia bị đinh thì hỏng. Thế là tối lúc em về thì anh cũng ráng anh chạy cái đinh ra cho mình tiền luôn rồi. Ấy thì hiện tại nó ra cái cặp của nó như này đây các bác. À, đây các bác, này em đem ra cho các bác xem này. Không có chỗ nào để luôn các bác ạ. Khá là chặt. Đây. Chúng ta với các bác là không còn gì bằng các bác ạ. Tuyệt vời luôn. Đây, mình xếp theo cái cánh bướm này các bác. Đấy. Còn gì nữa các bác? Còn gì tuyệt vời bằng cái này nữa các bác? Trùng văn gần như là trùng văn các bác. Nó cũng trùng được tương đối thôi, nó không trùng được hoàn toàn được. Các bác để ý. Tại sao người ta gọi là cánh bướm các bác đấy? Khi để ghép xác lại đây các bác. Đấy, thì các bác thấy một con bướm không? Đây hai cái cánh bướm nó xè ra hơn một con bướm không các bác? Vâng, tiếp tục với chuyên mục là tiền bình cảm thị văn bông các bác à. Thì cũng có thể gọi là văn cánh bướm. Thì tối qua thì cũng buồn rồi các bác. Định tiền là cho xong một cặp nữa là để lên video up hình cho nó đẹp luôn các bác. Nhưng mà tiền mới được có một cái à, còn một cái còn lại bị dính đinh. Đấy, thế là phải để lại đó các bác. Cái quang ngày hôm sau là sáng nay đây các bác. Thì đây em Tuấn lên tiếp tục quay lại cái quá trình mình tiền những cái cặp mà lục bình có văn cánh bướm đó các bác. Đấy, khi mà ra hoàn chỉnh ghép hai cái lại nhau các bác mới nhìn ra được cánh bướm rõ ràng được các bác. Đây các bác cùng em Tuấn đi tiếp tục ghé xem sự tiện xem cái sản phẩm cánh bướm mà em Tuấn nói đến nha các bác. Vâng, sáng nay vừa lên thì vẫn đang cái khúc là anh Nam Mạnh đang rong cạnh các bác, rong cho nó gọn lại để mình tìm cho nó nhanh hơn các bác ạ. À, siêu đẹp luôn các bác ạ. À, tuyệt vời. Có một anh trai ảnh ở ngoài Bắc từ trước làm cái EOC cùng em Tuấn thì ảnh có bảo ra thôi có mấy cái ấy đẹp đẹp nhỏ nhỏ đẹp đẹp để gửi cho ảnh tặng ảnh để ảnh làm cái đèn EOC cho các bác. Thế nên là em Tuấn quyết định là để lại những cái này để tặng cho anh trai đó nha các bác. Cục này là em khá là nhọc các bác. Hôm qua giờ dính hai cục đinh rồi các bác ạ. À, tội cho anh trai mình thật các bác. Các bác vội quá các bác. Vừa vô, em vừa mới chạy vô nhưng mà thấy cái cắt cái cục kia đẹp quá em lên quay video luôn. Chưa làm cái video giới thiệu, chưa làm video ở đâu các bác. Và tiếp theo là cắt một cái cục mà ra nó vẫn rất đẹp luôn các bác, rất tuyệt vời. Và ngay đây em Tuấn sẽ đưa các bác cho xem ngay các bác. Cục mới các bác. Các bác, đây các bác thấy không? Đó, em Tuấn vừa mới tới luôn, thì anh Nam mình đã cắt rồi. Ui, mình vội quá mình chạy về mình quay luôn cái đoạn nó đang cắt các bác. Không quay cái đoạn ở đâu. Đây này các bác để ý đây. Em cứ ngỡ là cục này nó hơi tối các bác, nó hơi đen, ra nó sẽ không đẹp. Ôi nhưng mà thật sự là nó phải em phải nói với các bác là nó tuyệt vời luôn các bác à. Về cái văn này, dòng văn này thì em nói ra bình mà em nói tuyệt vời luôn các bác. Không còn gì bằng. Chắc ở đây các bác à, hàng đẳng cấp là nằm ở đây các bác. Đấy, cái này thì nhá hàng của các bác rồi. Còn tới cái này nữa các bác. Mỗi người sẽ thấy một kiểu các bác. Nhiều bác thích mà những cái hoa văn mà nó đẹp độc lạ, hay là những bác thích cái hoa văn cổ điển, hay là những bác thích cái hoa văn mà nó đơn giản mà nó nhìn nó ma mị các bác đấy. Như cái này nhìn nó đơn giản từng sóng. Đấy, đơn giản từng khúc vậy, nhưng mà nó lại không đơn giản các bác, nhìn nó rất ma mị trong từng cái đường văn. Đấy, còn cái này thì nó rất hoa hề các bác, rất đẹp. Rất nhiều kiểu văn rất hoa hề. Đấy, trồng núi đây các bác. Các bác cùng em Tuấn xem đấy, những cái cục như thế này đây, nó sẽ ra được những cái sản phẩm như thế nào các bác. Đấy, nó tạo thành những cái sản phẩm gì đây các bác. Đây các bác. Ở đây là anh thợ tiền may mắn của chúng ta các bác à. Cắt cái này nó rất là tỉ mỉ đó các bác. Cắt không cẩn thận là rất nguy hiểm. Bởi vì cái cưa này nó rất khó dùng đó các bác. Đấy, video hôm trước thì mới tiền xong được một cái các bác, thế cái kia bị đinh bị hỏng. Thế là tối lúc em về thì anh cũng ráng anh cạy cái đinh ra xong anh tiền luôn rồi.
Ấy thì hiện tại nó ra cái cặp của nó như này đây các bác. Đây, đây các bác. Này em đem ra cho các bác xem này. Ui, không có chỗ nào để luôn các bác à. Khá là chặt. Đây. Em nói với các bác là không còn gì bằng các bác ạ. Tuyệt vời luôn. Đấy, mình xếp theo nó hướng cánh bướm cái này các bác. Đấy. Còn gì nữa các bác? Còn gì tuyệt vời bằng cái này đâu các bác? Ý, nó trùng vân luôn, gần như là trùng vân các bác. Nó cũng trùng được tương đối thôi, nó không trùng được hoàn toàn được. Các bác để ý. Tại sao người ta gọi là cánh bướm? Các bác đấy, khi để ghép xác lại đây các bác. Đấy, thì các bác thấy một con bướm không? Đây hai cái cánh bướm nó xè ra, không một con bướm không các bác. Đấy, về dòng sản phẩm này em nói thiệt với các bác là ngay cả em cũng cảm thấy là quá tuyệt vời đi các bác. Thế nên là hôm qua vừa rớt xuống giàn luôn là có cô kia. Đấy, chốt cái cặp này rồi các bác. Đấy, nhưng các bác đừng có buồn các bác, vẫn còn lại những cái cặp bên kia các bác, vẫn còn lại hai cặp nữa. Đấy, bác nào nhanh tay thì vẫn còn sản phẩm nha các bác. Vâng, mới những cái dòng sản phẩm này nó đẳng cấp, nó độc lạ, nó đỉnh cao như này các bác. Thì phần còn lại là phụ thuộc vào các bác nhanh hay chậm tay thôi các bác. Đấy, các bác có thể kết nối cùng em Tuấn qua Zalo 0377781339. Đấy, và cũng là số điện thoại của em Tuấn, các bác có thể kết nối trực tiếp qua nha. Đấy, để mình có thể nhanh tay mình lựa chọn được cái những cái sản phẩm mà nóng hổi vừa ra lò các bác. Những sản phẩm đỉnh cao nhất bên em Tuấn các bác ạ. À. Chuyên về dòng mỹ nghệ. Em Tuấn nha các bác. Đấy, các bác có thể kết nối qua kênh các bác ạ. À. Kênh. Tất cả các nền tảng. Đấy. Đấy, các bác có thể kết nối qua đó và gặp anh em đội nhóm của Tuấn. Đấy, kết nối bên nào cũng được hết các bác. Nếu các bác nào mà xem video này mến em Tuấn thì có thể kết nối trực tiếp cùng em Tuấn, có thể sẽ vui hơn các bác. Và video review sản phẩm này em Tuấn nghĩ là hay, ý nghĩa và giá trị đó các bác, nên sắp tới em Tuấn sẽ làm nhiều hơn. Vâng, hẹn gặp lại các bác ở những video review về sản phẩm tiếp theo nha các bác. Vâng, và ngắm nhìn lại cái siêu phẩm này một lần nữa các bác ạ. Rồi, cùng em Tuấn ngắm nhìn lại sản phẩm một lần nữa. Đấy, hai mạch này các bạn, hai mạch đều cắm bướm với nhau các bạn.